Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một đồng blockchain 3.0, đó là đồng Cardano hay chúng ta thường gọi là đồng ADA. Và đây không phải là một lời khuyên đầu tư, đây chỉ là những cái nhận định cá nhân, những cái nhận định chủ quan của mình với cái mong muốn là mình đưa tới cộng đồng những cái thông tin bổ ích để cho các bạn có thể có thêm những cái thông tin trong cái quá trình mà quyết định đầu tư của mình được sáng suốt hơn. Và để trước khi bắt đầu cái video này thì mình xin có một cái phần quà, và cái phần quà đấy thì sẽ nằm ở dưới cái đường com ở cái dưới cái mô tả của cái video này. Và nếu mà bạn nào muốn nhận được cái phần quà này thì hãy click vào bên dưới cái mô tả của cái video này để nhận cái phần quà. Đây là cái phần quà rất là giá trị, và mình và các admin của cộng đồng đầu tư 40 muốn dành tặng cho các bạn. Và ok, để không mất nhiều thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào review đồng ADA. Và đây là cái bản đánh giá của mình, cái bản mình đã tổng hợp lại. Đầu tiên là giới thiệu về đồng ADA, thì đồng ADA có website. Đây cái website của đồng ADA các bạn có thể nhìn thấy. Và cái website của đồng ADA thì các bạn có thể thấy là nó tương đối đẹp mắt và dễ nhìn, và nó có rất là đầy đủ thông tin, đội ngũ team và các kênh truyền thông, và white paper thì có hai white paper cơ, và có rất nhiều thông tin ở trong cái website của đồng ADA này. Và mình đánh giá đây là một cái website tốt. Cái phần thứ hai là mình đánh giá vào cái phần là lưu lượng truy cập của cái website này. Lưu lượng truy cập của website này thì mà các bạn có thể nhìn thấy nó lên tới là 710.000 lưu lượng truy cập trong vòng có 3 tháng gần đây thôi. Và ở Mỹ là truy cập tới 20% và là cái quốc gia truy cập lớn nhất. Và các bạn có thể thấy là đây là một cái lưu lượng truy cập tương đối lớn. Và mình đánh giá là đây là một cái mình đánh giá tổng quan là rất là ok, rất là ổn. Và tiếp theo thì chúng ta cần đánh giá tiếp, mà mình sẽ nói qua giúp các bạn biết xem là dự án ADA này, là cái dự án Cardano này là dự án như thế nào, để các bạn có thể hiểu được là dự án Cardano là gì. Thì dự án Cardano đây mình có nói ở đây là dự án về blockchain và crypto phi tập trung, với cái mã nguồn hoàn toàn mã nguồn mở các bạn ạ. Và dự án Cardano này được phát triển bởi cái ông là Hawkinson. Ông Hawkinson này là một trong những cái người mà sáng lập ra cái nền tảng Ethereum các bạn ạ, người sáng lập ra cái nền tảng Ethereum. Và dự án lần đầu được ICO vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, và sau đó thì được phát triển trong vòng 1 năm và đã được niêm yết trên sàn BitGex vào tháng 10 năm 2017. Và Cardano là một cái nền tảng blockchain cung cấp cái khả năng lập trình blockchain và smart contract cho các DApp. DApp tức là gì? DApp tức là các ứng dụng phân quyền phi tập trung. App thì các bạn tưởng tượng như là App Store của chúng ta vậy. Còn DApp thì là có là decentralized, có nghĩa là phi tập trung. Những cái app mà được ứng dụng blockchain vào, các bạn hiểu đơn giản như vậy thôi. Và ADA sử dụng cái ngôn ngữ lập trình là Pnutut, nó tương tự như ngôn ngữ lập trình Haskell. Và đây là một cái ngôn ngữ lập trình và mình thấy rất nhiều các ông kỹ sư, các ông tin học được đánh giá là rất là năng động. Mình thì mình không giỏi về lập trình, mình không biết về lập trình, thế nhưng mà mình có tìm hiểu thì rất nhiều chuyên gia đánh giá là cái ngôn ngữ Pnutut tương tự ngôn ngữ Haskell này rất là năng động. Và các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng của ADA thì được thực hiện với cái chi phí rất là thấp và có tính an toàn cao, và đặc biệt hơn nữa là nó có cái khả năng mở rộng và nó cải thiện được cái tốc độ giao dịch, và đặc biệt là khả năng chống lại máy tính lượng tử. Đây là một cái phần rất là quan trọng trong khi ở cái thời điểm hiện tại thì Google và Trung Quốc đã tuyên bố là họ đang chế tạo ra máy tính lượng tử, và Google và Trung Quốc tuyên bố là họ chế tạo thì Google có nói là họ làm xong rồi, còn Trung Quốc thì họ nói là chưa làm xong, nhưng mà chúng ta cũng không biết được thế nào, đúng không ạ?
Và Cardano thì được xem như là blockchain thế hệ thứ ba. Như chúng ta đã biết thì Bitcoin là cái thế hệ đầu tiên của blockchain, và cái sứ mệnh của Bitcoin đó là mang blockchain tới thế giới này và cho mọi người hiểu là blockchain là cái gì. Và Ethereum là thế hệ blockchain thứ hai, và Ethereum thì có cái công nghệ là smart contract và nó là cái thế hệ blockchain thứ hai. Còn đối với lại cái blockchain thứ ba thì chúng ta có thể thấy là Cardano chiếm cái ưu thế vượt trội, và nó có rất nhiều những cái đặc điểm vượt trội, và nó cải thiện tiến những cái nhược điểm của Ethereum và Bitcoin ở cái blockchain thứ đầu tiên và blockchain thế hệ thứ hai. Và Cardano là cái nền tảng duy nhất sử dụng mã nguồn mở các bạn ạ. Và cái mã nguồn mở của Cardano thì đây là một cái phần rất là quan trọng, và tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực blockchain và tiền tệ số thì đã đánh giá và thẩm định cái mã nguồn mở này rồi. Và Cardano thì blockchain của Cardano thì nó có hai lớp, nó không giống như Ethereum thì chỉ có một lớp thôi. Một lớp blockchain của Ethereum thì sẽ được làm sao ạ? Sẽ được lưu trữ cả transaction, có nghĩa là thông số giao dịch, và smart contract. Thế nhưng ở Cardano thì chúng ta sẽ có hai lớp. Cái lớp đầu tiên đó là Cardano Settlement Layer, hay còn gọi tắt là CSL. Cái lớp này thì nó gọi là lớp thanh toán, và lớp này thì chịu trách nhiệm về những cái vấn đề liên quan đến kinh tế và số dư tài khoản của chúng ta. Có nghĩa là cái lớp này các bạn có thể hiểu là nó lưu những cái transaction giao dịch của chúng ta vậy. Và cái đồng tiền Cardano thì được giao dịch trên cái lớp này, và hiểu đơn giản là mọi cái code đơ liên quan đến tài sản và tài khoản của chúng ta thì đều nằm trên cái lớp gì ạ? Lớp CSL này. Và cái lớp thứ hai đó là lớp Cardano Control Layer là CCN. Cái lớp này còn gọi là lớp kiểm soát, thì cái lớp này là nó có cái chức năng là lưu trữ tất cả các hợp đồng thông minh của chúng ta, những cái dữ liệu liên quan về cái điều kiện và những cái điều khoản lý do của mỗi cái giao dịch đều được tạo ra và kiểm soát trên cái lớp này. Chúng ta có thể thấy đây là cái phần rất là đặc biệt và hiện tại chỉ có đồng Cardano mới có mà thôi. Và chúng ta có thể thấy là nó rất là hay khi mà có những người mà người ta không dùng smart contract thì họ sẽ phải đợi đóng cái bờ nóc cả smart contract nữa thì rất là lâu. Cho nên là Cardano làm ra cái bờ nóc mà nó có hai cái lớp, một lớp là dùng cho cái tầng là thanh toán, một lớp mà dùng cho tầng ứng dụng. Như vậy sẽ rất là tiện lợi và nhanh chóng. Cái vấn đề thứ hai là việc tách ra như thế này thì nó có rất nhiều lợi ích, thì như chúng ta đã biết rồi. Và đây là cái mà thứ mà nó đã cải tiến được những cái nhược điểm của Ethereum hay là Neo. Neo cũng là blockchain 2.0. Và cái phần tiếp theo là mình muốn đánh giá về cái phần là thông tin chung, thông tin thị trường. Thông tin thị trường thì chúng ta sẽ đánh giá về cái volume giao dịch và khối lượng giao dịch của Cardano. Chúng ta có thể thấy là ở cái thời điểm hiện tại, ngày hôm nay là ngày mùng 16 tháng 5, thì Cardano có giá là 0,248 đô, và cái volume giao dịch của Cardano là 117,686 triệu, 117 triệu, gần 118 triệu USD. Và chúng ta có thể thấy là cái con số volume giao dịch là rất là cao, và cái market cap của Cardano thì nó rơi vào khoảng 6 tỷ rưỡi USD. Và chúng ta có thể thấy là đây là cái mà vốn hóa và cái volume giao dịch 24 giờ rất là lớn, và Cardano hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Và các bạn có thể thấy là hiện tại thì có 26 triệu đồng Cardano được phát hành, đã được phát hành và đem vào giao dịch, và nó tổng cung ra thị trường là 31 triệu đồng. Thì mình có tìm hiểu được là trong số còn lại là chúng ta thấy là còn có khoảng độ 7
7 tỷ đồng đúng không ạ? Mình xin lỗi là 26 tỷ đồng và 31 tỷ đồng. Còn 7 tỷ đồng Cardano nữa là đồng 3 7 tỷ đồng ADA nữa thì được ba cái nhóm phát triển nắm giữ. Ba cái nhóm phát triển là gì thì chút nữa mình sẽ phân tích sau. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là max supply có nghĩa là tất tần tật đồng Cardano thì là 45 tỷ đồng. Thế còn cái số chênh lệch từ 31 đến 45 này ở đâu ra? Thì cái số chênh lệch từ 31 đến 45 này là ở cái số là 13 tỷ đồng Cardano thì sẽ được trả trong cái quá trình mà giao dịch khi mà Cardano chuyển sang là Proof of Stake. Và mỗi cái lần giao dịch của Cardano thì mình có tính được là sẽ mất khoảng độ 0,16 đồng ADA, đồng có nghĩa là đồng Cardano. 0,16 đồng Cardano này thì mỗi cái 13 tỷ đồng này sẽ được trả cho cái chi đấy là dùng cho cái chi phí giao dịch. Chúng ta có thể hiểu như vậy. Và tiếp theo đến xuống cái phần đồ thị thì các bạn có thể nhìn thấy là năm ngoái khi mà thị trường lên mà uptrend đỉnh điểm thì Cardano cũng là sao ạ? Cũng đi lên rất là cao. Thế tuy nhiên thì khi mà thị mùa downtrend thì đây là một cái giai đoạn từ tháng 1, đầu tháng 1 cho đến tận bây giờ thì vẫn chưa hết downtrend và Cardano đã xuống và đây là cái giai đoạn tình hình downtrend chung của thị trường. Bởi vì thị trường crypto vẫn là cái thị trường rất là nhỏ và nó chưa thoát khỏi cái bóng chung của thị trường này được, cho nên là chúng ta có thể thấy đây là cái đồ thị mà chúng ta có thể thấy là tạm được, nó không lên nhưng mà nó cũng không phải là xuống một dạng cách là băm năm lên luôn và xuống luôn. Và cho nên là mình đánh giá là cái đồ thị của Cardano cũng tương đối ok. Và tiếp theo chúng ta có thể thấy là mình sẽ đánh giá về đội ngũ phát triển của Cardano. Đội ngũ phát triển của Cardano thì có 3 tổ chức cơ. 3 tổ chức của Cardano thì làm việc độc lập với nhau và hợp tác làm việc 3 tổ chức độc lập và có nghĩa là 3 tổ chức độc lập nhưng mà lại hợp tác cùng với nhau để phát triển dự án. Đây là 3 cái tổ chức rất là hay và mình muốn chia sẻ tới các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ vào cái phần đây là các bạn vào phần team này các bạn có thể tìm thấy là 3 tổ chức đây Cardano Foundation và Cardano đây là Input Output Hồng Kông và Immugle là 3 cái tổ chức của Cardano để đồng hành cùng phát triển dự án Cardano. Và 3 tổ chức này như thế nào thì mình xin phép được chia sẻ tiếp. Đầu tiên là tổ chức quỹ Cardano. Cardano Foundation là một cái tổ chức phi lợi nhuận và có cái nhiệm vụ là quảng bá giới thiệu Cardano và blockchain đến cộng đồng, đúng không ạ? Thì họ có nhiệm vụ là quảng bá blockchain và Cardano đến cộng đồng. Và cái hay hơn nữa là họ đào tạo huấn luyện cộng đồng về blockchain và cryptocurrency. Bởi vì hiện tại chúng ta có thể thấy là cộng đồng đang chưa biết nhiều về cryptocurrency và blockchain. Chính bởi vậy thì họ cần một cái tổ chức đây gọi là cái tổ chức bôi trơn và để họ làm sao ạ? Họ đào tạo cộng đồng để gần như là họ đào tạo khách hàng của họ rất là hay, rất là văn minh và cái hay nữa là họ thúc đẩy cái quá trình ứng dụng cái nền tảng lập trình phi tập trung cũng như là Cardano. Và cái tổ chức này thì đây là một cái điều của tuyệt vời của tổ chức này. Tổ chức này làm việc cùng các cơ quan chính phủ về mảng luật pháp và quản lý cryptocurrency để họ đảm bảo được rằng là blockchain được công nhận và hợp thức hóa, hợp pháp, chuẩn hóa trong các công ty và tập đoàn lớn sắp tới sẽ được sử dụng. Có nghĩa là đây là một cái bước đi trước để giúp cho mở đường cho cái việc mà Cardano và blockchain sẽ được sử dụng vào trong các công ty và tập đoàn ở về mặt tương lai. Các bạn có thể thấy là rất là ít những cái đồng crypto họ làm những cái việc văn minh như thế này. Tiếp theo đó là tổ chức Input Output Hồng Kông. Cái tổ chức Input Output Hồng Kông này thì được điều hành bởi cái ông giám đốc
điều hành là người sáng lập, có nghĩa là người đồng sáng lập ra cái nền tảng ETH, đó là ông Hawking Sơn như ban đầu mình có chia sẻ. Thì cái ông Hawking Sơn này là giám đốc điều hành của cái tổ chức Input Output Hồng Kông, và đây là một cái công ty đóng góp phần cái thiết lập mạng lưới, và đây là một cái công ty phát triển về mặt kỹ thuật, đây là một cái công ty phát triển về mặt kỹ thuật của đồng Cardano này, và nhiệm vụ của công ty này là phát triển về phần bên trong của cái đồng Cardano này. Các bạn có thể thấy là họ có một cái đội gần như cái công ty Output Input Hồng Kông này là đội sản xuất, còn cái công ty mà Cardano Founder này, cái quỹ Cardano này gần như là một cái đội mà đội quan hệ, nó rất là văn minh, một bên quan hệ một bên sản xuất. Và tiếp theo là chúng ta có công ty Emugo là cái công ty Nhật Bản và là đối tác kinh doanh phát triển của Cardano thông qua việc tài trợ cho những cái dự án startup mà phát triển trên cái nền tảng Cardano. Thì đây là một cái công ty mà rất là hay, thì họ đã có nghĩa là họ tài trợ cho các dự án startup ứng dụng phát triển trên cái nền tảng Cardano. Mọi người có thể tưởng tượng là Ethereum thì có rất nhiều dự án startup ICO trên Ethereum nhưng mà không được tài trợ và hỗ trợ bất kỳ một cái gì cả. Thế nhưng nếu mà ICO trên Cardano và phát triển các dự án trên Cardano thì sao ạ? Thì sẽ được cái công ty Emugo này tài trợ và hỗ trợ, và họ tài trợ và hỗ trợ, họ tài trợ cả về mặt công cụ lẫn về mặt kỹ thuật cho cái dự án startup đó. Và đó là những cái thứ mà các dự án startup luôn thiếu, và những cái thứ này là những cái thứ mà các dự án startup luôn cần thiết, và chính là những cái thứ này sẽ giúp các dự án startup phát triển một cách dễ dàng hơn và phát triển nhanh hơn. Đây là một cái cạnh tranh với nền tảng Ethereum mà hiện tại có rất nhiều đồng ICO trên Ethereum. Và đội ngũ của Cardano thì mình đánh giá là rất là cao. Các bạn có thể nhìn thấy là họ gần như là có một cái bộ máy rất là hùng hậu, và cái đội dev team của Cardano thì rất nhiều kinh nghiệm, thì chúng ta có thể vào đây để tham khảo cái đội dev team của Cardano. Ok, các bạn chờ một chút. Cái đội dev team của Cardano các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều người, và tất cả đều là những người mà lập trình viên cũng như là những cái người mà rất là giỏi. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là ông Dan Kankut, đây là ông Dan Kankut, và đây ông Dan Kankut này là ông giám đốc kỹ thuật và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong cái lập trình Hetke rồi, và ông này là cũng là cái người nổi tiếng trong cái cộng đồng Hetke, và ông ấy cũng viết rất nhiều sách của cái thuật toán Hetke này. Và đây là một cái người rất là giỏi, và có ông là Dani Checo, ông này Dani Checo này là cái ông mà phát triển phần mềm từ năm 2006, và trước đấy là ông ấy đã làm là C cộng từ có nghĩa là ông ấy này là một cái ông rất là giỏi. Và ông Hawkinson này là giám đốc điều hành của Input Output Hồng Kông, ông này là một cái doanh nhân và là một cái người nhà toán học và công nghệ mật mã học. Các bạn có thể thấy là ông ấy là nhà toán học và công nghệ mật mã học, và ông này rất là hay là ông ấy là đồng sáng lập ra Ethereum với lại Vitalik, và là người xây dựng cái kế hoạch cho BTS của Dan Lamier. Mọi người biết là Dan Lamier là một cái người rất là nổi tiếng trong cái giới blockchain ở cái thời điểm hiện tại, và ông Dan Lamier này có cho ra đời được BTS, EOS, Timit, đang là những cái đồng mà rất là nổi đình nổi đám ở trong cái thời gian vừa qua. Và thế nhưng mà ông Hawkinson này là người mà ủng hộ cho cái đồng là ETC, thế cho nên là ông Hawkinson này là ông ý thấy được rằng là đồng những cái điểm yếu của những cái dự án ông ý thực hiện, và ông ý thấy là những cái dự án đó thì ông ý những cái điểm yếu đó ông ý tổng hợp lại, và ông ý đã cho ra cái đồng Cardano để giải quyết những cái điểm yếu đó, đúng không ạ?
Về phần đặc tính kỹ thuật thì Cardano sử dụng cái cơ chế đồng thuận là Proof of Stake và sử dụng cái thuyết là Borrow, có nghĩa là nó giống như quay số vậy, và nó chia ra làm ba cái, nó chia ra làm rất nhiều cái airport, và những cái airport này lại chia ra làm ba slot, thì thông qua đó giúp cái cải thiện tiện cái tốc độ đóng và lock của Cardano. Và cái tốc độ lock time của Cardano thì là hiện tại là 20 giây trên một airport, và nó có đầy đủ những cái tính năng bỏ cơ chế bỏ phiếu smart contract đa chữ ký và chi phí giao dịch rất là thấp. Và như mình kiểm tra thì cái block trên X browser của Cardano thì cũng rất là ok, và chúng ta có thể kiểm tra GitHub của Cardano. Ok, các bạn đợi mình một chút, mình vào website để cho các bạn cùng kiểm tra cùng mình nhé. GitHub của Cardano thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái lượng truy cập của GitHub của Cardano cũng rất là thường xuyên. Đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy là họ cập nhật từng ngày, từng giờ một. Đó, 5 giờ trước, 1 giờ, và họ cập nhật rất là liên tục. Và cái X-Browser của Cardano thì đây, chúng ta có thể nhìn thấy X-Browser của Cardano thì mình thấy là nó cũng về mặt cơ bản, nó cũng không có cái gì nó đặc biệt cả, nhưng mà nó cũng đầy đủ các thông số mình cần thiết, cho nên là mình đánh giá là cũng ok mà thôi. Tiếp theo là roadmap của Cardano. Roadmap của Cardano thì mình thấy đây là một cái đồng mà nó có cái roadmap rất là chi tiết và đầy đủ. Ok, cái roadmap của Cardano thì họ tổng hợp theo cái phần trăm khi mà thực hiện được roadmap, và ai làm những cái công việc gì thì họ đều có ở đây, và mọi người đều tổng hợp ở đây, và những cái tổng hợp này của mọi người thì họ cũng nói ra là họ đang làm được đến đâu và có những cái việc gì xong rồi, việc gì chưa xong thì họ cũng nói hết ra, và mọi người có thể kiểm tra ở đây, rất là văn minh và minh bạch, và tất cả thì đều update ở đây. Và Cardano là một cái đồng tiền mà mình thấy là cái roadmap của nó tương đối là rõ ràng. Cái white paper của Cardano thì nó có hai thứ tiếng cơ. À, quên mất, mình xin lỗi. Có nghĩa là cái white paper của hai Cardano thì nó có hai cái phần. Một là phần dành cho những nhà lập trình, hai là dành cho những cái người như mình. Có nghĩa là chúng ta đi đầu tư, tìm để đầu tư vào dự án. Thì cái white paper của Cardano thì nó có hai phần, và chúng ta có thể thấy là một cái white paper rất là chi tiết. Đây, đây là white paper của Cardano, và đây các bạn có thể xem bên này nữa. Đây, cái white paper này của Cardano nó có rất là nhiều ở bên này. Các bạn có thể vào để xem white paper, đọc dự án Cardano này để chúng ta hiểu hơn về dự án Cardano. Tuy nhiên thì mình đã chắt lọc những cái thông tin cần thiết, mình đã vừa review cho các bạn rồi. Ok, so sánh với các crypto khác thì Cardano là một cái ý tưởng độc đáo và cải thiện được điểm yếu của hầu hết các công nghệ blockchain 1.0 và 2.0 ở cái thời điểm hiện tại. Và mình đánh giá đây là một cái đồng mà vượt trội về mặt tiềm năng ở cái thời điểm hiện tại mà chúng ta có thể đầu tư. Về mặt cộng đồng của Cardano thì chúng ta có thể nhìn thấy cộng đồng của Cardano thì ok, nếu mà muốn xem cộng đồng của Cardano thì chúng ta làm nào? Chúng ta sẽ vào cái phần cuối cùng này và vào lần lượt từng cái commit một, và chúng ta thấy là cái cộng đồng của Cardano ở đây. Đầu tiên thì Cardano họ sẽ có forum riêng, và đây họ có Telegram. Ok, chúng ta sẽ chờ nó lát một chút. Cardano thì họ có diễn đàn riêng. Chúng ta có thể nhìn thấy cái diễn đàn của Cardano ở đây thì được cập nhật rất là thường xuyên, 12 phút trước, 28 phút trước, 1 giờ trước, và đây đều được cập nhật. Và rất nhiều câu hỏi ở đây, mọi người có thể xem. Và Telegram của nó có 8.000 thành viên, tương đối cao.
Và tiếp theo là Facebook của Cardano thì có 18.500 thành viên, cũng tương đối cao phải không ạ? Và tiếp theo là chúng ta có thể thấy là Twitter của Cardano thì có 118.000 lượt theo dõi, cũng tương đối rất là cao, và họ cũng rất là hay tương tác ở trên này. Tiếp theo Reddit của Cardano thì có 64.200 lượt subscriber, rất là cao đúng không ạ? Và kênh YouTube của Cardano thì các bạn có thể thấy là cái video của họ thì được rất nhiều lượt theo dõi. Cái video nhiều nhất là có 166.000 lượt theo dõi cơ. Ok. Thì đó là phần cộng đồng, thì chúng ta có thể thấy là cộng đồng của Cardano tương đối chất. Và cộng đồng của Cardano thì có một cái lượng fan trung thành đến từ Nhật Bản. Và chúng ta có thể thấy là họ rất là trung thành. Và họ có rất nhiều cái mạng xã hội liên quan. Cái giá mục tiêu của Cardano thì đầu tiên thì đây không phải là cái lời khuyên đầu tư, và đây là một cái thông tin và mình nhận định cá nhân mà mình đưa ra. Chính bởi vậy cho nên là hãy đầu tư với cái số vốn bạn có thể chấp nhận mất được, và mình sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ cái trường hợp nào nếu mà các bạn đầu tư thua lỗ. Cái mức giá gần nhất chúng ta có thể thấy là mức giá gần nhất của Cardano thì ở như trên đồ thị, thì cái mức giá gần cao nhất của Cardano là nó khoảng độ 1.28 đô. 1.28 đô này là cái mức giá mà mình thấy là nếu mà trong cái thời gian uptrend sắp tới xảy ra thì Cardano hoàn toàn có thể đạt cái mức giá 1.28 đô này. Cardano hoàn toàn có thể đạt cái mức giá mục tiêu là 1.28 đô. Có nghĩa là đối với cái thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có cái cơ hội là có thể là nhân 5 lần tài sản, nhân 5 lần cái khoản đầu tư của chúng ta. Tuy nhiên thì mình sẽ chia ra các khoản, mình sẽ chia ra các tuy nhiên thì mình sẽ chia ra các số lượng nhỏ để mình bán ở những cái mức giá khác nhau. Ví dụ ở đây là 0.6 và ở đây là 0.8 và ở đây là 1 đô, thì mình sẽ bán lần lượt, mình sẽ không bán cùng một lúc ở 1.28 đô. Đây là cái cách chơi của mình. Và cái kết luận là Cardano là một cái blockchain 3.0 đáng để chúng ta đầu tư. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó xếp hạng rất là cao trên bảng CoinMarketCap và giá cũng tương đối là cao, và cái lợi nhuận có thể không được nhiều như cái mong muốn của bạn. Và cái kỳ vọng thì chúng ta có thể tìm những cái blockchain 3.0 khác hoặc là 4.0 mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Và cái này thì là mình sẽ review ở những cái bài review tiếp theo. Tuy nhiên thì là đây là cũng là một cái đồng mà chúng ta thấy là nó vô cùng tiềm năng, và chúng ta thấy là cái lợi nhuận cũng có thể là vừa phải đối với một số bạn đúng không ạ? Cuối cùng thì nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin về thị trường crypto hay là những cái kiến thức về trade và hold coin thì các bạn có thể vào kênh của bọn mình, vào Học viện Crypto. Sau đó thì các bạn có thể vào đây và con sẽ có rất nhiều những cái bài học, rất nhiều những cái bài học giá trị, và bọn mình sẽ chia sẻ trên này một cách làm sao là miễn phí. Mà những cái bài học này có thể là các bạn sẽ phải mất rất rất nhiều tiền để có thể đi học được những cái kiến thức này. Và đây là kênh YouTube của bọn mình là Học viện Crypto, và tiếp theo là kênh Facebook, còn tiếp theo là kênh YouTube này. Kênh YouTube này thì chúng ta sẽ cần ấn vào cái nút subscribe này, chúng ta sẽ ấn vào cái nút chuông này để chúng ta có thể là theo dõi được một cách là hiệu quả hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ review những cái đồng crypto tiềm năng và chất lượng hơn. Có thể là những cái đồng crypto giúp các bạn là gia tăng nhiều lần tài sản hơn đồng Cardano này, và hãy chờ đón video tiếp theo của mình.
Và đừng quên là ở dưới cái comment, dưới cái mô tả của video này thì chúng ta sẽ có một cái phần quà. Và cái phần quà này thì bạn có thể là ấn vào cái phần mô tả, sau đó thì bạn nhận quà giúp mình. Xin cảm ơn các bạn.